thuê lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam Uống rượu bia đặt ngay thuê lái Vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước Tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm Chuyến đi có bảo hiểm Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200 nghìn Xin chào các bạn Cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý ở Moldova đã có kết quả chính thức Kết quả này nói không quá sẽ quyết định số phận quốc gia Đông Âu này trong thời gian sắp tới và rất có thể nó sẽ tương tự như người láng giềng Ukraine. Người dân Moldova hẳn vẫn chưa quên kịch bản tai hại diễn ra ở Ukraine cách đây 10 năm. Đó là khi phong trào thân châu Âu nổi lên mạnh mẽ, dẫn tới cuộc bạo loạn đường phố mang tên Maidan. Cuộc bạo loạn thành công lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych nhưng lại kéo theo hệ lụy xung đột với Nga khi phe thân phương Tây thực hiện chính sách phi liên xô và bài Nga triệt đề, để, để rồi Nga phải ra tay lấy lại bán đảo Crimea và cuộc nội chiến ở miền Đông bùng nổ kéo dài và được nối tiếp bằng cuộc chiến tranh toàn diện như hiện nay. Trong khi đó, Moldova, quốc gia kẹp giữa Rumani và Ukraine, người thưa đất nhỏ, ngôn ngữ chính thức là tiếng Rumani, nhưng tiếng Nga vẫn được phổ biến rộng rãi. Về lý thuyết, đây là kỳ bầu cử để đưa Moldova thoát ra khỏi những bất ổn và lo lắng về an ninh. Trên thực tế, đất nước nhỏ bé nằm ở Tây Nam châu Âu đang bị kẹt giữa Nga và châu Âu vì những rằng xé lựa chọn Đông Tây. Một bên thân châu Âu và một bên thân Nga đặc biệt từ khi cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra. Và kết quả đã có. Theo đó, đường kim Tổng thống Maya Sandu mặc dù giành 41,86%, nhiều hơn đáng kể đối thủ Alexander Stoyanulo, lãnh đạo đảng xã hội với 26,32%, nhưng bà Sandu vẫn chưa đạt tỷ lệ cần thiết là trên 50%. Vì vậy, hai đối thủ kể trên sẽ phải đi đến vòng bầu cử thứ hai được tổ chức vào tháng 11 sắp tới trong khi đó với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập liên minh châu Âu EU đã bất ngờ thay đổi vào phút chót với chỉ hơn 2.000 phiếu bầu tranh lệch theo đó trái với kết quả từ chối gia nhập EU thì cuối cùng sau khi kiểm đếm số phiếu các quan chức Moldova cho biết đa số người dân đã bỏ phiếu đồng ý về việc gia nhập EU với tỷ lệ số phiếu đồng ý đạt 50,07% trong khi số phiếu không đồng ý là 49,93% tranh đúng 2.219 phiếu cuộc kiểm phiếu diễn ra khá bất ngờ vì kết quả sơ bộ được công bố vào cuối ngày chủ nhật cho thấy phần lớn cử tri phản đối động thái này. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, phe có đã nhận được sự thúc đẩy vào phút cuối từ các lá phiếu của những người Moldova sống ở nước ngoài được tính đến cuối cùng. Cuộc bỏ phiếu có nghĩa là hiến pháp của Moldova sẽ được bổ sung hai đoạn mới. Đoạn thứ nhất sẽ tuyên bố rằng danh tính của người Moldova sẽ được đổi thành người châu Âu, còn đoạn thứ hai sẽ coi việc hội nhập vào EU là mục tiêu chiến lược của đất nước. Tổng cộng có hơn 1,5 triệu người, tương đương hơn 51% cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 20 tháng 10, cao hơn nhiều so với 1/3 yêu cầu để lá phiếu được coi là hợp lệ. Cuộc trưng cầu dân ý và cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống được coi là phép thử về hướng đi của Moldova khi quốc gia này đang chia rẽ sâu sắc giữa duy trì một quan hệ chặt chẽ với Nga hay bắt đầu tiến trình gia nhập EU ứng ừ viên Stoyanogo cho biết nếu được bầu, ông sẽ xây dựng một chính sách đối ngoại cân bằng liên quan đến mối quan hệ với EU, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong khi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy sự chia rẽ gần 50-50 giữa người dân Moldova về việc hội nhập EU, người ta kỳ vọng rằng bà Sandu, người theo đường lối thân phương Tây, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai sẽ tiếp tục kế hoạch nêu tái đắc cử. Mặc dù có số phiếu cao hơn, nhưng không như mong đợi của chính quyền thân châu Âu của bà Maya Sandu, Phép thần châu Âu trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý chỉ giành được thắng lợi rất mong manh. Kết quả cực kỳ xích sao này thực tế là một sự thất bại đối với tổng thống thân châu Âu Maya Sandu. Bà Sandu sau đó đã ngay lập tức đổ lỗi cho sự can thiệp chưa từng có vào quyền tự do và dân chủ của đất nước chúng tôi. Bà tuyên bố rằng các nhóm tội phạm được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn đã cố gắng phá hoại tiến trình dân chủ bằng cách cố gắng mua tới 300.000 phiếu bầu. Các chuyên gia cho rằng nước ngoài mà bà Sandu nhắc tới chính là Nga. Tuy nhiên, Truyền thông Nga đã ngay lập tức phản bác khi cho biết trong chuyến thăm thủ đô Chinisau của Moldova mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố khoản phân bổ 1,8 tỷ euro để hỗ trợ kế hoạch gia nhập EU của Moldova trong trường hợp kết quả trưng cầu dân ý là tích cực. Như vậy, với kết quả xịt sao, với một điều kiện nữa là Tổng thống Sandu tái đắc cử thì gần như chắc chắn Moldova sẽ gia nhập EU. Bất chấp Nga luôn cảnh báo một Ukraine thứ hai sẽ xuất hiện ở Moldova nếu chính quyền thân phương Tây tiếp tục tồn tại. Về mặt chính thức, Moldova được coi là một quốc gia trung lập. Mặc dù trung lập về mặt quân sự, Moldova đã tăng chi tiêu quốc phòng trong năm qua và gần đây đã thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới, xác định Nga là mối đe dọa chính và nhằm tăng chi tiêu quốc phòng lên 1% GDP. Chính phủ Moldova đang thảo luận về việc thay đổi hiến pháp để cho phép nước này tham gia các liên minh quân sự và có khả năng gia nhập NATO. Hiện nay, việc huấn luyện chung với nước ngoài như Mỹ và Rumani sẽ vi phạm các quy định về tính trung lập của hiến pháp Moldova hiện hành. Rumani rất muốn xây dựng mối quan hệ quân sự với Moldova. Quốc gia này đang trở về duyệt dự luật cho phép họ can thiệp ở nước ngoài. Theo đó, các hành động cũng không bị giới hạn ở cấp độ quân đội mà còn có thể liên quan đến các hình thức can thiệp khác nhằm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Trọng tâm của luật mới rõ ràng là tập trung vào Moldova và Ukraine. Rumani cung cấp 80 đến 90% năng lượng cho Moldova họ đã xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kết nối Sisenau với Rumani do EU tài trợ phần lớn. Moldova tất nhiên không còn nhận khí đốt từ Nga. Trong khi đó, theo các nguồn tin, có khoảng 600.000 công dân Rumani ở Moldova. Rumani đang tự định vị có vai trò bảo vệ Moldova trong trường hợp xảy ra xung đột. Các quốc gia khác cũng đang rất quan tâm đến Moldova. Đức điều động cảnh sát để củng cố biên giới giữa Moldova và Ukraine. Ngoài ra, Đức tham gia một dự án do EU tài trợ nhằm đảm bảo an ninh cho Moldova. Pháp cũng đang sử dụng các đơn vị chủ chốt thuộc quân đoàn nước ngoài để làm việc tương tự. Theo truyền thông, 1.500 binh sĩ thuộc quân đoàn này của Pháp có thể sẽ được triển khai tới Ukraine hoặc Moldova vào tháng 5 hoặc tháng 6. Trên thực tế, ngoài Ukraine và các nước vùng Baltic, Moldova cũng rơi vào vòng xoáy chống Nga. Thậm chí Moldova còn được mô tả là một Ukraine tiếp theo. Ngoại trưởng Nga sẽ gây lắp rốt cũng đã cảnh báo Moldova có thể nối gót Ukraine và trở thành một nước chống Nga mới. Ông Lavrov cáo buộc Tổng thống Moldova Mai Sandu đang thúc đẩy việc đưa quốc gia Đông Âu gia nhập NATO. Bà Sandu có quốc tịch Rumani và sẵn sàng sắp nhập Moldova vào Romania. Ngoài ra, ông Lavrov cáo buộc phương Tây và giới lãnh đạo Moldova đã đình chỉ quá trình bình thường hóa liên quan đến khu vực ly khai Chaniechia, một điểm nóng xung đột tại Moldova, tương tự khu vực Donbass tại Ukraine trước kia. Transnistria nằm giữa biên giới Ukraine Moldova là một vùng đất ly khai được quốc tế công nhận là một phần của Moldova nhưng trên thực tế Transnistria là một vùng không nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Moldova mà có sự xuất hiện của quân đội Nga. Vùng đất này có tên chính thức là Cộng hòa Moldovian Pristnetrovian tuyên bố độc lập từ sau khi Liên Xô sụp đổ thập niên 1990. Moldova đương nhiên không chấp nhận và chiến tranh Transnistria nổ ra năm 1992 giữa quân đội Moldova với sự hỗ trợ của Romania nhằm đè bẹp dân quân Chania với sự hậu thuẫn của Nga để kiểm soát trở lại vùng đất này. Tuy nhiên, Moldova sau đó thất bại trong chiến dịch của mình và buộc phải chấp nhận tình trạng không kiểm soát thực tế Chania trong suốt 30 năm nay. Đây cũng chính là vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Moldova-Nga và thường được dùng để phục vụ các mục đích chính trị. Và dù là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, chưa được gia nhập EU hay NATO, nhưng quá trình này luôn được những chính phủ thân phương Tây nắm quyền ở Moldova thúc đẩy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo chính phủ của Moldova không còn quan tâm đến những đề nghị của Nga và giải pháp hòa bình tại Transnistria nữa, mà đang xem xét việc giành lại khu vực trên bằng vũ lực tương tự những gì Ukraine làm trước đó tại Donbass. Các chuyên gia cho rằng Moldova có thể trở thành bàn đạp cho các lực lượng phương Tây nhằm đối phó với Nga trong trường hợp Moscow giành chiến thắng ở Ukraine. Những diễn biến gần đây làm dấy lên đồn đoán rằng nước láng giềng Moldova có thể đã nằm trong phương án B của phương Tây trong trường hợp Ukraine thất thủ hồi tháng 4 năm nay, lực lượng quân sự của Mỹ và Rumani đã đến Moldova, bề ngoài là để tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên GZ-2024, huấn luyện trao đổi chỉ huy chung. Những cuộc tập trận như vậy không phải mới lạ, nhưng có tính chất cấp bách mới trước cuộc xung đột đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine. Bản thân Moldova không có tầm quan trọng chiến lược nào, tuy nhiên, nước này có thể trở thành bàn đạp cho một chiến lược của phương Tây nhằm vào thành phố Odessa ở miền nam Ukraine và bán đảo Crimea trong trường hợp Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Những gì châu Âu dường như đang ấp ủ là một kế hoạch dự phòng nào đó trong trường hợp quân đội Ukraine sụp đổ. Một Ukraine trong tương lai có thể bao gồm một khu vực bị Nga sắp nhập, một chế độ thân Nga ở Kiev, một vùng đệm nơi Moscow coi là một hàng rào ngăn chặn NATO đe dọa lãnh thổ Nga. Tất nhiên, NATO muốn tạo đối trọng với Nga. Điều đó có thể có nghĩa là họ sẽ phải tìm cách bảo vệ Odessa và có lẽ đe dọa cả Crimea, nơi mà Nga coi là lãnh thổ quan trọng đối với an ninh của họ. Tuy nhiên, kế hoạch biến Moldova thành vùng đệm sẽ gặp một số khó khăn. Nền chính trị nước này rất bất ổn và nếu Nga thực sự tăng cường sức mạnh ở đây, phe thân EU có thể phải đối mặt với một tương lai u ám. Điều đó có khả năng khiến Moldova mất đi vai trò là vùng đệm của EU. EU thông qua Romania và các nước khác có thể gửi quân tới để bảo vệ chế độ thân EU hiện nắm quyền. Song điều này có thể dẫn đến xung đột nội bộ và chiến tranh. Theo quan điểm của ông Pruter, phương Tây sẽ không đặt nhiều căn cứ NATO tại Moldova như nước láng giềng Romania. Tuy nhiên, Mỹ và NATO sẽ có khả năng kiểm soát cơ sở hạ tầng của Moldova. Ông Pruter cho rằng, hiện tại phương Tây quan tâm đến các hạ tầng như tuyến đường sắt chạy qua Moldova được sử dụng để vận chuyển vật liệu quân sự đến Ukraine. Ở chiều ngược lại, thay vì trở thành khu vực bàn đạp trong phương án B của phương Tây, Moldova có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga. Trả lời phỏng vấn hãng tin VRT của Bỉ cuối năm ngoái, tư lệnh lực lượng vũ trang Bỉ, đô đốc Michel Hopman, cho biết không loại trừ khả năng Nga sẽ tấn công miền Nam Moldova hoặc các nước vùng Baltic nếu Moscow giành chiến thắng ở Ukraine. Khi đó, Nga có thể tìm cách tiến về phía Odessa của Ukraine và tiếp đến là Chanitia, tạo thành hành lang trên bộ vắt qua miền Nam Ukraine và tiến sát lãnh thổ NATO. Tương tự Ukraine, Moldova theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO và EU. Moldova cũng có vùng ly khai thân Nga là Chanitia, một giải đất trải dài khoảng 400 km nằm dọc theo biên giới Odessa-Ukraine và Moldova sẽ cần giải quyết Transnistria để có đủ tư cách pháp lý gia nhập khối liên minh phương Tây. Đồng thời, để di chuyển từ Moldova vào Ukraine, phương Tây cũng sẽ cần phải kiểm soát được Transnistria hoặc đưa lực lượng quân sự vào khu tự trị Gagauzia ở miền Nam, và điều này có thể sẽ gây ra một cuộc nội chiến. Các nhà phân tích chỉ ra, tham gia vào cuộc xung đột sẽ không có lợi cho Moldova. Thay vào đó, trung lập là lựa chọn tốt nhất cho quốc gia này để tự bảo vệ mình trước cuộc chơi của những nước lớn, nhưng tình hình thực tế quá khó để đất nước này đi theo con đường ấy. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên ấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.